Duyên xin kính chào các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2023. Em lại lên một phiên bán hàng tại xóm 9 thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình ạ. Đây, địa chỉ nhà em đây nhé. Vẫn là xóm 9 thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình. Hai số điện thoại đây em đều dùng Zalo, chốt đơn này 0989 505 869 và 0976 411 919 nhé các bác nhé. Ví dụ như các bác gọi mà máy em bận, em chưa kịp nghe máy thì các bác cho em xin một tin nhắn mã Sơn Thủy Tiên hoặc mã Long Tu hoặc là mã Đuôi Chồn, kèm mã kèm địa chỉ luôn cho em ạ. Nếu mà đơn hàng em đã bán rồi thì em sẽ gọi điện lại cho các bác, còn không chưa bán thì em sẽ ok chốt với các bác ạ, chốt đơn hàng cho các bác, gọi lại chốt cho các bác ạ. Đây này, em quay những mặt bông của đuôi chồn nha các bác nhé. Đuôi chồn này, mặt bông của đuôi chồn. Đây là mặt bông đuôi chồn nhé. Những cây to khỏe rồi, bông nó sẽ trưởng thành như này các bác ạ. Bao đẹp luôn. Đây là mặt bông châu lai vanda. Châu lai vanda của nhà em đấy. Chỉ còn màu như này thôi ạ. Chỉ còn mặt bông màu như này nhé các bác nhé. Và đây là mặt bông của Sơn Thủy Tiên này. Sơn Thủy Tiên, mặt bông của Sơn Thủy Tiên nhé các bác nhé. Rất là siêng bông. Cái loại này là hợp lắng, hợp lóng nhé. Đây là những cây châu lai coqui ạ. Châu lai coqui của nhà em này. Đấy, mặt bông là như thế này. Đấy, bây giờ em đi vào những mặt hàng nhà em bán hôm nay và có ít long tu đá, à long tu xuân xả nhé. Cái châu lai coqui này rất là thơm luôn ạ. Em cũng chỉ còn vài cây thôi. Đây là những cây châu lai vanda này. Cây châu lai vanda này nhà em bán là 250 một chậu, 250 một chậu cây như này. Hai cây. Còn chậu 3 cây thì là chậu này cũng chậu 2 cây này là 250 này, cây này đang có lụ này. 3 cây là 300.000. 3 cây là 300 nha các bác nhá. Hàng đang ra rễ đẹp rồi. Đây, rễ nó buông rủ giống như này. Còn châu lai coqui thì em chỉ còn vài cây thôi. Vài cây thôi. Đấy, những cây như châu lai coqui như cây này là em bán là 700.000 này. Đây, cây này là 400.000. Hoa bao thơm, bao đẹp luôn. Bây giờ em đi vào những cái mã long tu xuân xả nhé. Mã 69 này, 150.000 cho mã 69 long tu xuân xả vườn nhé. Bao mầm còn đẹp luôn đấy ạ. Mã 62 này cũng 150.000 thôi ạ. Tất cả là mầm non tương lai sang năm nhé các bác nhé. Các bác về chăm cho nó đẹp. Thì năm nay nhà em không chăm mấy, nó cằn nó cọ cỗi. Tiếp theo là mã này là mã 76 cũng 150.000 ạ. Ốc xoay ra con này. Mầm đi các bác. Tiếp theo là mã 74 này. 74 này em cũng bán là 150.000. Hoa này nếu mà đi xa là nó sẽ về đến nơi nó sẽ tàn nhé các bác nhé. Nếu miền Nam 4 ngày đóng trong hộp về nơi em nghĩ là nó héo đấy ạ. Và chậu nhạn này, nhạn ghép xung quanh như này. Chậu này em bán là 1.2 triệu. 1.2 triệu nhé. Mã 28. Còn gì quay đấy. Mã 87 này cũng là long tu xuân. Mầm này còn đang ngắn này. Em này bán 100.000 cho mã 87. Tiếp theo là mã 57 này. 150.000 long tu xuân nhé. Chủ yếu về các bác chơi mầm năm sau thôi. Ôi. Em lên cái mã tam bảo sắc 400.000 này. 400.000 cho mã tam bảo sắc 93 này. 93 400.000 nhé. Tất cả đơn hàng nhà em không bao cước đâu ạ. Tùy theo đơn cồng kềnh và như ví dụ như cái giò tam bảo sắc này nó phải đóng cồng kềnh lên ấy, thì nó phải mất tầm 6 70.000 tiền cước đấy ạ. 70.000 đấy.
Và những cái giò 92 này, mã 92 150. Long Thu Xuân nhé. Đây là cái cây châu lai Vanda đấy. Mặt bông em đã quay bên trên đầu đấy ạ. Mã 82 này là 300.000. 300.000 cho mã 82. Em có mấy cái mã 5 cánh trắng họng hồng này đang ra lụ. Chậu này là em bán nào. Mã 61. 61 này 150 này. 61 là 150. Mã 51 thì em bán 300.000. Bao nhiêu? Ôi, xiêng bông đẹp, bao thơm luôn. 300.000 cho mã này. Đây mầm đây nha các bác nhá. Ok à. Em quay mã đuôi chồn này, mã 35 này. Đang có lụ nhé, đang ra lụ này. Mã 35 này 250. 250 nhá. Tiếp theo mã 30 này. 30 này cũng 250. Và em 18 này. Bố sách cho con. Mã 18 này 400.000. 400.000 cho em mã 18 nhé. Và em vào mấy cái châu lai. Đây cũng là mã, những cái mã châu lai này. Mã này mã cái này gì 89 à. 300.000 thôi, bán xả đấy ạ. Em nhập vào còn cao hơn này rất là nhiều. Mã 77 này, bông là tàn rồi. Cái này của nó là hoa ra hai vụ như các bác nhá. Hai vụ, mặt bông rất là đẹp và thơm nhá. 300.000 một chậu mã 77 và mã 23 này. Trời ơi còn lỗ luôn đấy ạ. Lỗ rất là nhiều ạ. Và trước nhà em bán 250 hai cây này rồi. Mà đây là 4 cây, hai cặp cây đấy là có 300.000 thôi, còn chậu còn mất công trăm hai một năm nay rồi. Đó. Em vào mấy mã sơn thủy tiên này. To mã 54, 550. Đang có lụ nha các bác nhé, bắt đầu nhú lụ và đang ra lụ. Mã số 4 này 500.000. Em số 4 này 500.000 nhé. Cây bao to bao đẹp. Mã 34 này 450. Rất là nhiều lụ. Mã 65 này. Mã 65 này em bán là 400.000 cho mã 65. Mã 52 này. 52 là 450. Ôi, cái này đẹp quá. Rồi. Tiếp theo mã 17 này. 17 này em bán 300.000. Mã 33 200.000 nha các bác nhá. 33 200. Rồi ạ. Tiếp theo mã 97 cũng 200.000. Mã số 5 này. Mã số 5 này em bán là 300.000. 300.000 cho mã số 5 nhé. Sơn thủy tiên. Mã 21 này 200.000. Trời ơi, bao đẹp. Mã sơn thủy tiên 66 này. Đang có lụ nhé, đang nhú lụ và đang ra lụ. 200.000 thôi ạ. Và tiếp theo mã sơn thủy tiên 75 250. Mã 75 250 nhé. Mã 98 là hoàng nạp nha các bác nhé. Hoàng nạp. Mã này 250.000. Đó. Quá là nhiều nụ. 250.000 cái này còn nguyên dề đấy. Long Tu thì nhà em còn rất là nhiều những cái mã mà làm giống nhé các bác nhé. Hoa thì năm nay các bác chơi thì nó không được ok rồi. Về các bác nuôi những cái mầm này, đấy. Sang năm nó rất là ok, cho ăn phân, ăn phiết và đầy đủ và nó sẽ dài đẹp. Như cái mã này nhà em bán 150 này. Mã này mã số 0 đi. Số 0 150.000. Đây, sơn thủy tiên mã 73 này. Mã 73 này em bán 200.000. Mã 73 nhé. Đây em còn mã phượng vĩ này, mã 12. Mã phượng 12 này em xả lốt 150 nhá.
là hết sạch luôn, không còn giò nào ở trong vườn đấy ạ. Hết nha. 150.000 hoa đỏ nhé các bác nhé. Hoa màu đỏ, phượng hoa màu đỏ nhé. Nó có màu vàng với màu đỏ, như là màu vàng thì chỉ có Cao Bằng mới có thôi. Đây, đây là màu hoa đỏ. Phượng vĩ đỏ. Đấy. Những cây châu lai vanda. Giò như này, những giò như này nhà em bán 250.000 này. 250.000 hai cây. Thời lượng video của em đến đây là kết thúc ạ. Em Duyên xin kính chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video ngày hôm sau nhé. Tất cả hàng nhà em chỉ còn sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên và một số hàng đây như long tu xuân xả vườn này. Năm bây giờ không chăm cái là nó tụt nhỉ. Mặt bông đây nhé các bác nhé. Em Duyên xin kính chào các bác.